Diễn biến phim đến hiện tại, với sự đồng ý của cả hai gia đình, hôn ước của Neha và Aman đã được ấn định. Đoàn rước dâu của Aman đến và Neha bị nhốt ở trong trường. Neha phá được cửa phòng học và trốn thoát khỏi trường. Akansha đến lễ cưới trong bộ trang phục của cô dâu. Ngay lúc đó, Neha đã về tới nhà. Tại sao em lại mặc trang phục cưới của chị vậy? Các vị khách rời đi khi nhìn thấy cảnh tượng của buổi đám cưới. Neha và Aman xin lỗi gia đình của họ. Con hứa với mẹ sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Con xin hứa với bác, con sẽ không phạm sai lầm này nữa. Gayathri đồng ý cho họ kết hôn. Đón xem tiếp theo. Chị dâu à, chị là người bạn tốt nhất của em đó. Đừng khóc mà. Nụ cười của chị là niềm hạnh phúc của anh trai em. Em cũng không muốn đi đâu. Em đã gọi anh, nhưng anh không nghe thấy em chút nào cả. Anh xin lỗi. Anh không như vậy nữa, anh hứa đó. Bất cứ khi nào em gọi anh cũng sẽ chạy đến bất kể đang ở đâu. Ủa, ba đâu rồi? Ba đâu rồi? Ba, sao con lo lắng vậy? Ba đi lấy đồ cho con nè. Đây là cái khăn choàng của ông con và album ở trong đó có vẻ hình của cả gia đình. Nếu con giữ nó bên cạnh, con sẽ cảm thấy như ông của con đang ở cạnh con vậy đó. Sẽ không thấy buồn đâu. À, còn cái này. Còn cả cái trâm có cài con thằn lằn ở bên trong đây nè. Con nhìn thấy không? Ba, hồi đó con hay hù mọi người bằng cái trâm đó đó. Con chỉ muốn ba của con thôi à. Gayathri. Vâng thưa mẹ, để con. Anh à, để lại những thứ này đi anh. Tôi nghĩ con bé khó bắt đầu cuộc sống mới nếu nó mang theo những thứ này đó. Chị Sunita, chuẩn bị lễ đưa dâu đi chị.
Gì vậy ông? Ông đang nghĩ gì đó? Sunita, tôi đang nghĩ là nếu Neha không đến đúng giờ, bà sẽ để cho Akansa kết hôn với Aman. Tôi có thể làm gì được chứ? Tất cả khách khứa đang ở đó, mà tôi không có tin tức gì Neha. Bác nói với tôi rằng đàn trai sẽ đi về nữa. Ừ, xém chút nữa là người ta bỏ về rồi. Bà nghĩ tới việc cả Aku cho Aman, nhưng không nghĩ đến việc chuyện gì xảy ra nếu hai đứa nó cưới nhau. Bà làm sao đối diện được với Neha vậy? Và bà ép Akansa, con bé tội nghiệp bị xỉ nhục trước mặt tất cả mọi người kìa. Đó là chuyện bà muốn sao? Tôi lúc đó phải chịu áp lực mà ông. Không cần biết có chuyện gì xảy ra cả Sunita. Tại sao bà đưa ra một quyết định như vậy mà không hỏi tới tôi vậy? À nần, sao bây giờ con lại nổi giận lên? Con hiểu bà Kamini mà. Vậy còn con gái của tụi con thì sao mẹ? Sao cứ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra không vậy? Chúng ta nên biết ơn thần linh, ngài đã lo liệu mọi thứ đúng thời điểm. Con có nghĩ tới Sunita dù chỉ một lần không vậy anh nần? Những gì mà vợ con phải trải qua. Một người mẹ không bao giờ nên có những trải nghiệm như thế này cả. Nhiều lần con đã cảm thấy sợ hãi rằng họ sẽ không đồng ý cho cả nhà mình. Vậy mà tụi con vẫn gửi Neha về nhà đó. Không biết làm sao Neha có thể lo liệu mọi việc được. Anan, Aman đang ở với Neha. Thằng bé sẽ lo liệu mọi thứ. Giờ mẹ nói cái này con nghe có được không nè? Con không thể kiếm được một người con rể như Aman cho Neha nữa đâu. Dạ vâng. Thưa mẹ, con đưa Neha qua đó bởi vì con tin tưởng thằng bé đó đó. Ừ Anan, Gà Gia thì ở đó, cô ấy sẽ lo liệu mọi thứ. Nhưng mà mẹ có lo một chuyện này. Hôm nay cô ấy đã rất giận Neha đó. Mẹ cảm giác rằng cô ấy chỉ chấp thuận chỉ vì hạnh phúc của con trai cổ thôi à. Mẹ không biết sẽ có chuyện gì khi họ về đó. Không đâu mẹ, chị Gà Gia thì hiểu Neha rất là rõ đó mẹ. Mẹ nhìn xem, bác ấy hối thúc chị ấy nhiều như thế nhưng chị ấy vẫn cho Neha và Aman cưới nhau mà. Đừng lo mẹ, chuyện sẽ ổn thôi mà. Chị Gà Gia thì thương Neha nhiều lắm đó. Chứ chuyện hôm nay thì ai cũng giận cả. Một hai ngày nữa chắc sẽ ổn thôi. Lúc đó em qua rồi gặp xin lỗi chị. Mẹ nghĩ ta phải làm cho Neha hiểu ra một điều này. Đó là ở nhà mình á, làm gì mọi người cũng có thể dễ dàng bỏ qua cho nó. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra ở nhà chồng được. Lúc nào người ta cũng sẽ để ý mình từng chút. Nó sẽ phải thiệt là cẩn thận mới được. Ôi thần linh ơi, hãy luôn bảo vệ con gái của con. Hãy chăm sóc cho con bé. Đến đây nào. Lật cái bình đi vào trong nhà. Nè, dừng lại. Lấy chân phải kìa. Không phải bánh đâu, là cái bình thôi. Xin lỗi, phải nhắc nhở từng cái một như vậy không được đâu đi ha. Cẩn thận, bước từ từ vào thôi con. Aman, vô đi. Đầu tiên chúng ta sẽ bảo con dâu thắp một ngọn đèn trên bàn thờ. Dạ, dạ, cẩn thận đó, dạ. Cầu nguyện đi Neha,
mang ngọn lửa thiêng đến với mọi người, xin ban phước của mọi người đi. Neha. Dạ, giờ con làm gì nữa? Đầu tiên qua nhận phước lành từ Aman. Dạ. Chúc phúc cho em đó đi Aman. Chúc phúc cho em. Sao con cười vậy Neha? Nó là chồng của con dâu đàng hoàng của người ta, không có cười lớn tiếng gì mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu. Dạ. Tốt, Gayathri giờ cũng đến ngày trở thành mẹ chồng rồi. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Ủa, sao chạm chân tôi mà khó chịu quá vậy? Cúi người cho đúng vô chứ, chỉ có như vậy mới được ban phước lành. Thần linh phù hộ cho cô. Chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc, đầu bạc trăng long, luôn luôn hạnh phúc, sống một đời dài lâu. Xin thần linh ban cho cô một cuộc sống thật lâu dài. Cầu mong ngài ban cho cô sự kiên nhẫn, bình yên. Mong cô có được tình cảm của tất cả mọi người. Được rồi. Ba, ngọn lửa. Hả? Mẹ, mẹ, mẹ không sao chứ? Không sao chứ mẹ, có bỏng không? Cảm ơn thần linh tôi còn sống đó. Con làm cái gì vậy đấy hả? Dạ, bác ơi, con có làm gì đâu. Con chỉ đang nhận phước lành của bà. Ngọn lửa, Aman, em không làm gì hết. Em chỉ đang nhận phước lành. Bộ nó tự cháy hay sao? Nè, không có đâu gì, con có thấy đó. Cái mạng bắt lửa vì ngọn đèn thôi, vô tình. Đúng rồi, cái gì nó làm cũng là vô tình ha. Đi học cũng là chuyện vô tình mà. Sari mắc vậy mà bị cháy rồi. Không biết làm sao mà gỡ quá là gỡ à. Không được mang theo ý muốn của tôi nữa. Dạ, con xin lỗi bác. Đừng có cái gì cũng xin lỗi nè hà. Con không phải là con nít nữa, con lớn rồi. Làm cái gì cũng phải tận tâm cẩn thận, nói gì cũng phải nghĩ kỹ trước khi nói kìa. Dạ, mẹ sẽ không chấp nhận sự bất cẩn này đâu. Dạ. Gia đình của con luôn bao che cho cái tính trẻ con đó của con. Nhưng đây là nhà chồng con đấy ha. Con sẽ phải theo quy tắc nhà chồng, con có hiểu như thế chưa? Dạ. Đi xin lỗi bà con đi. Vậy con đi nhé. Hôm nay mình lại bị chửi nữa rồi. Nhìn kìa bà, của con dâu lại tới rồi để xin lỗi lần nữa. Dạ con xin lỗi bà. Con đã làm hư cái sari đẹp của bà. Nhưng mà con hứa, con sẽ không như thế nữa. Con sẽ làm mọi việc cẩn thận hơn. Nên con xin bà tha lỗi cho con. Vậy thì sao? Lời xin lỗi của cô có thể sửa được cái sari bị cháy không hả? Tuyệt vời. Này, im lặng đi. Tuyệt vời. Bà biết con à, con không có cố tình làm như thế. Không sao đâu, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Ừ, nếu mà cái sari của bà bị cháy làm cho con hiểu chuyện ra đó, thì bà chẳng có dịp phàn nàn. Nhưng con phải cẩn thận. Con là con dâu của gia đình này, con đang bắt đầu một khởi đầu mới. Phải cẩn thận vào, nghe chưa? Đi nghỉ đi, bà cũng mệt rồi. Hôm nay chắc con cũng vậy. Bà tha thứ cho con rồi sao? Ừ, bà tha lỗi rồi đó. Đi đi. Hay quá, bà không có chửi mình. Bà đã tha lỗi cho mình. Đi, con cũng nên đi ngủ đi. Sáng mai phải dậy lúc 6 giờ. Mai là lễ nấu ăn của con đó. Con sẽ phải nấu đồ ăn tráng miệng cho tất cả mọi người, được chứ? Vậy ngày mai, ý con là sao? Dạ,
con sẽ làm mà bác. Không phải bác, gọi là mẹ mới được. Aman gọi mẹ là mẹ, nên con cũng phải gọi là mẹ thôi. Nita, đưa chị dâu của con về phòng đi. Đi nào chị. Con cũng mệt rồi Aman, đi ngủ đi nào con. Cảm ơn mẹ. Dù thế nào mẹ cũng đã chấp nhận cho hôn nhân của tụi con. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ. Đi ngủ đi. Aman, có chuyện gì vậy em? Aman, em xin lỗi, em đã viết bức thư trong lúc tức giận. Mỗi lúc giận cái gì em cũng viết xuống hết. Viết rồi mới bớt giận. Được rồi, vậy là vì giận mà em đã gây rối cho tất cả mọi người. Em không nên làm thế. Em biết là em không nên viết như vậy. Bộ anh nghĩ là em thực sự không muốn cưới anh sao? Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, cuộc sống mới của chúng ta sẽ bắt đầu. Bởi vì chúng ta ở bên nhau. Anh biết là mọi người có nhiều kỳ vọng từ em lắm. Chuyện này sẽ khó khăn đó. Nhưng anh thậm chí còn biết em là một cô gái rất mạnh mẽ. Nếu em cố hết sức, em có thể làm được tất cả. Và anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh ủng hộ em nhiều vậy sao? Cảm ơn anh nhé. Sao lại cảm ơn anh làm chi? Anh có biết bà đã nói gì không? Có người đã trù ếm đám cưới của hai đứa và rắc rối này đã chặn được nó. Được rồi, bây giờ nghe anh nè. Sáng mai ngủ dậy, nấu một bữa tráng miệng thiệt là ngon và dọn lên cho mọi người. Được không? Dạ, có chuyện gì vậy? Em có nấu không? Có chứ, em nấu mà. Bánh pudding đậu lăng được không? Đó là món bà thích. Bánh pudding hả? Em nấu à? Đúng rồi, em sẽ nấu mà. Em làm ngon tới nỗi mọi người vét sạch sành sanh luôn đó, anh cũng vậy. Mình sẽ gọi cho bà để hỏi công thức. Bà làm bánh pudding ngon dữ lắm. Vậy được rồi. Mà có rất nhiều việc phải làm đó, đi ngủ thôi nào. Em không ngủ được. Sao thế? Tại vì á, phòng của anh nhìn chán quá. Chán lắm luôn đó. Giờ hết rồi. Bởi vì bây giờ đã có em rồi, nó trở nên đầy màu sắc. Em có biết không, cuộc sống của anh lúc trước rất nhàm chán, lúc ở đây một mình đó. Nhưng bây giờ anh thực sự rất là hạnh phúc, bởi vì có em rồi. Em có thể trang trí cho căn phòng này của mình tùy ý em. Dạ. Em sẽ không phải treo cửa sổ vào để gặp anh nữa. Bởi vì bây giờ em đã ở bên cạnh anh rồi. Có thể gặp bất cứ lúc nào em muốn. Không thể tin được Aman, tụi mình cưới nhau rồi. Diễn biến phim đến hiện tại với sự đồng ý của cả hai gia đình, hôn ước của Neha và Aman đã được ấn định. Đoàn rước dâu của Aman đến và Neha bị nhốt ở trong trường. Neha phá được cửa phòng học và trốn thoát khỏi trường. Akansa đến lễ cưới trong bộ trang phục của cô dâu. Ngay lúc đó, Neha đã về tới nhà. Tại sao lại mặc trang phục cưới của chị vậy? Các vị khách rời đi khi nhìn thấy cảnh tượng của buổi đám cưới. Neha và Aman xin lỗi gia đình của họ. Con hứa với mẹ sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Con xin hứa với bác, con sẽ không phạm sai lầm này nữa. Gayathri đồng ý cho họ kết hôn. Đón xem tiếp theo. Chị dâu à, chị là người bạn tốt nhất của em đó.
đừng khóc mà. Nụ cười của chị là niềm hạnh phúc của anh trai em. Em cũng không muốn đi đâu. Em đã gọi anh, nhưng anh không nghe thấy em chút nào cả. Anh xin lỗi. Anh không như vậy nữa, anh hứa đó. Bất cứ khi nào em gọi anh cũng sẽ chạy đến bất kể đang ở đâu. Ủa, ba đâu rồi? Ba đâu rồi? Ba, sao con lo lắng vậy? Ba đi lấy đồ cho con nè.